Những diễn biến mới nhất về chiến trường Ukraine trong 24 giờ qua Một phần ba nền kinh tế Ukraine đã bị thiệt hại Viện nghiên cứu chiến tranh Mỹ tiết lộ Thổ Nhĩ Kỳ bán linh kiện điện tử của Mỹ cho quân đội Nga Số lượng quân đội Nga ở khu vực Mariupol đã tăng lên 30.000 người Tổng thống Zelensky tuyên bố sẵn sàng cho cuộc trả thù của Nga. Canada đã thảo luận với các đồng minh về việc cung cấp phụ tùng thay thế cho xe tăng sẽ được chuyển đến Ukraine. Israel chơi lớn chuẩn bị gửi hệ thống phòng thủ tên lửa vàm sát cho Kiev. Nổ lớn tại khu vực bên Gorod của Nga, nhà máy sản xuất kết cấu cho cầu Crimea cháy lớn ngọn lửa bốc cao tới 50 mét. Và tất cả sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Uyên Mi xin được mến chào quý khán thính giả đang xem tin tức trên kênh HTD News. Kính thưa quý vị, Thủ tướng Ukraine Denis Shimho ước tính nền kinh tế đất nước đã giảm hơn 30% trong năm ngoái và dự kiến tăng trưởng 0,3% trong năm nay. Ông đã nói điều này với tạp chí Đức Spiegel. Theo ước tính sơ bộ, sốt giảm cho năm 2022 là hơn 30%. Một phần ba nền kinh tế của chúng tôi đã biến mất, lạm phát hơn 26%. Người đứng đầu chính phủ cho biết, ông nhớ lại rằng nhiều doanh nghiệp đã bị phá hủy về mặt vật chất, chẳng hạn như Azovstan, một trong những nhà sản xuất kim loại hàng đầu trong nước đồng thời ông chỉ rõ quan trọng là bất chấp sự sụp giảm như thế, nền kinh tế Ukraine đã nộp thuế nhiều hơn 10% so với năm 2021. Quan chức chính phủ giải thích điều này là do các doanh nhân cảm thấy có trách nhiệm và muốn giúp quân đội và đất nước. Tất cả các khoản thuế của chúng tôi thu được đều được chuyển cho quân đội. Một nửa ngân sách còn lại được tài trợ nhờ sự giúp đỡ của các đối tác của chúng tôi, đặc biệt là Đức. Smithhan lưu ý. Ông cảm ơn nước Đức vì sự giúp đỡ mà nước này dành cho đất nước chúng ta. Đặc biệt đối với tài khoản tài trợ trị giá 1 tỷ euro và khoản vay hàng trăm triệu euro cho chi phí khôi phục ngành năng lượng Ukraine và các lĩnh vực khác. Đánh giá về triển vọng vào năm 2023, người đứng đầu chính phủ kể ra con số tăng trưởng gọi là tổng sản phẩm quốc nội GDP là 0,3%. Dự báo này dựa trên những điều kiện tồi tệ nhất có thể. Chiến tranh sẽ tiếp diễn trong một năm và các cuộc tấn công tên lửa vào cơ sở hạ tầng năng lượng sẽ tiếp tục. Thâm hụt ngân sách được lên kế hoạch gần 38 tỷ đô la. Smith hành thông báo rằng Ukraine đang nhận được 18 tỷ euro viện trợ tài chính từ EU. 10 tỷ đô la khác đến từ Mỹ. Hiện Kiev đang làm việc với Quỹ tiền tệ quốc tế về một chương trình viện trợ cấu trúc mới, được thiết kế trong ít nhất là 4 năm và cung cấp tới 16 đến 20 tỷ đô la. Nói về tái thiết thực tế sau chiến tranh sẽ tốn bao nhiêu tiền, Sminhan nêu ra số tiền từ 600 tỷ đến 750 tỷ euro. Đồng thời, ông nhấn mạnh rằng việc tái thiết không nên trút lên vai những người đóng thuế ở châu Âu hay Hoa Kỳ kẻ xâm lược phải trả giá cho những thiệt hại cho những sinh mạng đã mất, cho những cơ hội đã mất. Các thiệt hại phải được bồi thường bằng tài sản của Nga bị đóng băng ở nước ngoài mà ngày nay lên tới 350 tỷ đến 500 tỷ đô la. Tại Ukraine, tài sản của hai ngân hàng Nga trị giá 423 triệu euro đã bị tịch thu. Chính trị gia này kết luận, chúng tôi tin rằng những tài sản này và việc tịch thu hoặc cách dùng khác sẽ trở thành nguồn kinh phí chính để phục hồi. Ông cũng đảm bảo sự quan tâm của các nhà đầu tư tư nhân trong các chương trình tái thiết. Đặc biệt, ông lưu ý rằng nền kinh tế Đức đang chuẩn bị cho dự án tái thiết lớn nhất ở châu Âu sau khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc. Như đã đưa tin, năm ngoái, hai hội nghị lớn dành cho việc tái thiết Ukraine đã được tổ chức tại Lugano, Thị Sĩ và Berlin. Viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ tiết lộ, Thổ Nhĩ Kỳ bán linh kiện điện tử Mỹ cho quân đội Nga. Các công ty Thổ Nhĩ Kỳ đã bán cho Nga đồ điện tử, phụ tùng thay thế và các hàng hóa khác do Mỹ sản xuất, đặc biệt là những thứ quân đội Nga cần. Điều này được báo cáo bởi tạp chí Full Thưa quý vị, ít nhất có 13 công ty Thổ Nhĩ Kỳ đã xuất khẩu hàng hóa trị giá tổng cộng là 18,5 triệu đô la Mỹ cho Nga. Trong số các sản phẩm có nhựa, sản phẩm cao su và xe cộ được mua bởi 10 công ty Nga mà Hoa Kỳ đã áp đặt lệnh trừng phạt từ khi Nga mở cuộc xâm lược vào Ukraine. Ngoài ra, từ tháng 3 đến tháng 10 năm 2022, các công ty Thổ Nhĩ Kỳ đã bán cho Nga gồm có các thang máy, máy phát điện, bán mạch in và các hàng hóa khác được sản xuất tại Mỹ với số tiền là 15 triệu đô la. Trong số các công ty Nga bị trùng phạt, có một công ty con của tập đoàn tên lửa chuyển thuật Nga, chuyên sản xuất các hệ thống vũ khí cho Hải quân Nga và Prom Technology, đã bị trừng phạt vì sản xuất súng trường cho lực lượng vũ trang Nga. Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ, Bộ Công thương Nga và Cơ quan Hải quan Liên bang đã không đưa ra bình luận nào với các nhà báo. Số lượng quân đội Nga ở khu vực Mariupol đã tăng lên 30.000 người. Nga đang kéo quân đến Mariupol và các vùng lân cận. Hiện tại quân số của họ đã vượt quá 30.000 người. Điều này được báo cáo bởi RBC Ukraine, có liên quan đến ẩn phẩm của cố vấn cho thị trưởng Mariupol, Petro Andriusko. Vâng thưa quý vị, theo ông, trong tuần qua, quân đạn của những người chiếm đóng trong khu vực đã tăng thêm từ 10 đến 15 000 người. Họ chủ yếu đóng quân ở các làng gần thành phố. Cùng lúc đó, một đơn vị Kadi Viret với quy mô từ 2 đến 3 000 binh sĩ đã tiến vào một trong những ngôi làng ven biển. Arushenko viết, có lẽ đây là sự hình thành một đội bao vây cho một cuộc tấn công tiềm năng, bởi vì theo thông tin của chúng tôi, các hoạt động quy mô lớn của Rosgard không được lên kế hoạch ở Mariupol hoặc trong khu vực. Ngoài ra, giải phóng mặt bằng, tăng cường ở các làng của quận Mariupol và chính những người chiếm đóng nói với người dân địa phương rằng hướng ưu tiên của cuộc tấn công là Vuleda và Zabrychia, cũng cần lưu ý rằng việc di chuyển thiết bị được thực hiện vào ban đêm và với nỗ lực vượt qua Mariupol. Xin nhắc lại rằng, quân đội Nga đã đưa tới 20 xe tăng tới các ngôi làng ở phía bắc Mariupol bị chiếm đóng. Cũng có thông tin cho rằng, quân chiếm đóng đang chuẩn bị binh lính và thiết bị ở Mariupol cho các cuộc tấn công vào Volodar. Tổng thống Zelensky tuyên bố sẵn sàng cho cuộc trả thù của Nga ép sẽ tiếp tục tấn công nếu phương Tây cung cấp thêm vũ khí. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố. Tổng thống Zelensky cho biết Nga muốn trả thù và đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công lớn vào cuối tháng 2 hoặc đầu mùa xuân. Phát biểu sau cuộc gặp với các quan chức EU đến thăm vào hôm ngày 3 tháng 2, ông Zelensky nhấn mạnh khi ép đã chuẩn bị sẵn sàng. Quý vị thân mến, đề cập đến các khu vực phía đông của Kharkov, ông lưu ý, chúng tôi nghĩ rằng áp lực sẽ gia tăng ở phía đông, nhà lãnh đạo Ukraine nói. Nga muốn trả thù ở chính nơi mà họ đã thất bại trước đó, họ muốn chiếm phía đông. Nhiệm vụ của chúng tôi là ngăn chặn điều đó và cầm chân Moscow cho đến khi quân đội Kiev được trang bị đầy đủ vũ khí. Tôi nghĩ chúng tôi có cơ hội để giành chiến thắng, ông Zelensky khẳng định. Mỹ và các đồng minh đã hứa hẹn cung cấp các loại xe tăng chiến đấu chủ lực cho Kiev, chẳng hạn như M1 Abrams của Mỹ, Challenger của Anh và Leopard 2 của Đức, nhưng nói rằng việc chuyển giao chúng sẽ mất vài tuần hoặc tới vài tháng. Khi được hỏi về tình hình tại thành phố Bakhmut, ông Zelensky khẳng định, quân đội Ukraine không có ý định rút quân. Ông nói, Bakhmut sẽ không đầu hàng Ông nói thêm rằng nếu các đối tác phương Tây của Ukraine đẩy nhanh việc cung cấp vũ khí tầm xa, Kiev sẽ có thể tiến hành một chiến dịch để giành lại các vùng lãnh thổ nằm trong tầm kiểm soát của Nga từ năm 2014. Là một ngã tư quan trọng của Donbass, giao tranh ác liệt đã diễn ra tại Bakhmut trong nhiều tháng và thành phố gần như bị bao vây do quân Nga tiến công ở phía Bắc và phía Nam. Công ty quân sự tư nhân tập đoàn Wagner đi đầu trong các nỗ lực của Nga tại đây người sáng lập Warner, Zevgeny Prigozhin đã gửi một tin nhắn tới Tổng thống Zelensky hôm ngày 3 tháng 2, kêu gọi ông tiếp tục chiến đấu ở Bakhmut. Ông Prigozhin viết, nhiều người đang yêu cầu ông rút quân khỏi Bakhmut. Đừng làm vậy, Bakhmut là điểm máu chốt của cuộc xung đột này. Hãy phải tiếp tục chiến đấu. Nếu thể hiện sự hèn nhát, ông sẽ không còn được tôn trọng nữa. Người dân Ukraine sẽ không tha thứ cho ông vì đã đầu hàng ở Bakhmut trước một công ty quân sự tư nhân. Hãy kháng cự, chiến đấu đến cùng. Canada đã thảo luận với các đồng minh về việc cung cấp phụ tùng thay thế cho xe tăng sẽ được chuyển đến Ukraine. Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Canada, Anita Anand, đã thảo luận với 6 đồng nghiệp của bà từ các nước đồng minh về việc cung cấp phụ tùng xe tăng cho Ukraine. Bà Anna nói, tôi đã gặp các đồng nghiệp từ Phần Lan, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Đức và Thụy Điển để thảo luận về việc hỗ trợ các thiết bị quân sự mà chúng tôi gửi tới Ukraine, chẳng hạn như xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2. Thưa quý vị, bà lưu ý rằng Canada và các đồng minh sẽ làm việc cùng nhau về đào tạo, phụ tùng và đạn dược. Vào ngày 25 tháng 1, sau một thời gian dài đã do dự, Đức đã thông qua việc chuyển giao 14 xe tăng Leopard 2 cho Ukraine, và tái xuất chúng từ các nước đối tác. Cùng ngày thì Hoa Kỳ đã thông báo về việc điều động 31 xe tăng Abrams ra mặt trận trong tương lai. Bộ trưởng Quốc phòng nước Boris Pistorius cho biết, những chiếc xe tăng đầu tiên có thể được gửi tới Ukraine vào cuối tháng 3. Người đứng đầu bộ ngoại giao Dmitry Kuleba cho biết, Ukraine sẽ nhận được 120 đến 140 xe tăng hiện đại của phương Tây trong đợt đầu tiên. Theo ông Liên minh xe tăng đã bao gồm 12 quốc gia tham gia. Trước đó, Tổng thống Vladimir Zelensky nói rằng quân phòng thủ Ukraine cần 300 đến 500 xe tăng cho một cuộc tấn công. Israel chơi lớn chuẩn bị gửi hệ thống phòng thủ tên lửa vùng sắt cho khẻ áp. CNN đưa tin trong một cuộc phỏng vấn. Thủ tướng Israel Netanyahu cho biết Ông không loại trừ khả năng gửi hệ thống phòng thủ tên lửa phồn sắt cho Khep. Tháng 11 năm 2022, Bộ trưởng Quốc phòng Pennecan đã giải thích rằng Israel không có cơ sở sản xuất đủ lớn để đáp ứng nhu cầu của đoàn Một cố vấn quân sự cấp cao cho biết Israel không muốn chọc giận Nga, quốc gia đang có sự hiện diện quân sự quy mô lớn ở Syria. Thưa quý vị, Ukraine đã từng nhiều lần đề nghị Israel cung cấp hệ thống vũ khí tiên tiến này, song đều bị phía Israel từ chối với lý do trên. Tuy nhiên, từ khi Thủ tướng Israel Netanyahu lên nắm quyền thì việc cung cấp vũ khí cho Ukraine đã được xem xét lại, và việc Ukraine có được hệ thống vòm sắt của Israel là điều khả quan. Vòng sát là một hệ thống phòng thủ phòng không di động tầm ngắn, được phát triển bởi Rafael Advanced Defense Systems. Nó là một hệ thống tên lửa được thiết kế để đánh chặn và phá hủy tên lửa tầm ngắn hoặc rocket bắn từ khoảng cách từ 4 đến 70 km và có quỹ đạo sẽ đưa chúng đến một trong những khu vực đông dân cư. Hệ thống vòm sắt cũng có hiệu quả chống lại máy bay lên đến độ cao 32.800 feet, tương đương với khoảng 10.000 m. Nổ lớn tại khu vực Begorod của Nga, nhà máy sản xuất kết cấu cho cầu Crimea cháy lớn, ngọn lửa bốc cao tới 50 mét. Vào đêm thứ Bảy, ngày 4 tháng 2, người dân địa phương ở thành phố Begorod của Nga đã nghe thấy một số vụ nổ lớn. Thưa quý vị, theo các kênh Telegram địa phương, ngọn lửa bốc cao tới 50 mét. Ngọn lửa có thể được nhìn thấy cách kho dầu vài km. Ngoài ra thì có thông tin cho rằng, việc sản xuất của nhà máy xây dựng kim loại cầu Borisip đã bị hư hại nghiêm trọng do hỏa hoạn từ kho dầu. Có thông tin cho rằng các kết cấu kim loại để xây dựng cầu Crimea đã được sản xuất tại nhà máy này. Thống đốc vùng Belgorod, Vyacheslav Gladkov đã đổ lỗi cho vụ việc là cho lực lượng vũ trang Ukraine, lực lượng được cho là đã nổ súng vào quận Borisivsky. Ông viết, các quả đạn đã đánh trúng lãnh thổ của một nhà máy công nghiệp dân sự. Theo thông tin sơ bộ, không có thương vong, mọi người đã cố gắng đến một khoảng cách an toàn. Một trụ sở hoạt động đã được thành lập. Tất cả các dịch vụ khẩn cấp đã đến nơi. Ngoài ra, vào cuối tháng 1 năm 2023, người đứng đầu Luhan, Sehi Hadai, cho biết một vụ nổ lớn tại bệnh viện ở Novodar, nơi quân xâm lược Nga bị thương được điều trị đã bị phá hủy hàng chục kẻ xâm lược đã bị tiêu diệt. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình, xin quý vị để lại dưới phần bình luận hoặc gửi qua hồng thư htdnews btva com Một lần nữa, đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin kế tiếp.